Dù thành tích thăng hạng, Chipu vẫn bật khóc nức nở vì điều này. Tỷ tỷ đạp gió 2023 hiện còn 28 thí sinh tham gia ở các lĩnh vực như ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ múa, MC. Chipu là một trong những nghệ sĩ ngoại quốc tham gia. Theo Vietnamnet, trong tập 4 chương trình Tỷ tỷ đạp gió 2023, Chipu bất ngờ vươn lên hạng 4 với 149 phiếu bình chọn của khán giả ở trường quay. Với thứ hạng này, đại diện Việt Nam chỉ xếp sau Tạ Na, Amber và Chu Châu. Vòng công diễn 3 sẽ diễn ra vào tuần tới. Theo đó, vòng này sẽ có 3 đội liên minh và 6 bài hát được trình diễn. Ngoài ra, 3 đội trưởng bao gồm Amber, Ella và Tạ Na cũng có màn kết hợp đầu tiên trên sân khấu. Được biết, Chipu, Lý Sa Mân Tử và Ngô Thiến Trung một đội ở vòng công diễn 3, họ sẽ trình diễn ca khúc Muốn Đi Biển của Phùng Đề Mạc với phần lời vui nhộn, được nhiều người Trung Quốc biết đến. Hai ngôi sao Chipu và Amber cùng bước vào cuộc tranh giành để chọn bài hát cho nhóm liên minh. Nhìn thấy Chipu đi giày cao gót, Amber đã nhường cô chạy trước. Mục tiêu của cả hai là hướng đến ca khúc Sơn Hà Đồ. Trong quá trình chạy, cả hai va chạm khiến Chipu bị ngã. Sau phần tranh giành gay gấn, Chipu giành chiến thắng vì nhanh hơn Amber 0.01 giây. Trong những ngày đầu tiên tập luyện cho màn công diễn 3, Chipu chăm chỉ nhưng gặp không ít áp lực. Quá nhiều bản demo của ca khúc khiến tôi lo lắng và áp lực. Ca khúc có nhiều từ vựng mới, phải hát nhanh và phát âm đúng. Thậm chí, có lúc tôi không biết phải xử lý ca khúc này như nào, Chipu bày tỏ. Ngô Thiến đồng cảm trước áp lực của Chipu. Đối với Chipu, đây thực sự là ca khúc khó vì nhịp nhanh và phải hát bằng tiếng Trung. Cô ấy mới đến đây một thời gian nên tôi cũng lo về phần lời, cô nói. Đặc biệt, trong hậu trường, phân cảnh Chipu vừa đi vừa khóc nức nở khiến khán giả không khỏi lo lắng. Đây là lần đầu tiên tôi không tự tin vào chính mình, Chipu nói. Dù gặp trở ngại giao tiếp vì không biết tiếng Trung, Chipu vẫn luôn cởi mở và cố gắng trong các phần trình diễn. Từ tập 1 đến giờ Chipu luôn giữ thứ hạng cao trong chương trình. Theo VTC News, Tỷ tỷ đạp gió dễ sóng, tên tiếng Anh, Sister Who Make Waves là chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ ngôi sao do Mango thành viên. Đài truyền hình tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, sản xuất. Chương trình mời các nữ nghệ sĩ nổi tiếng trên 30 tuổi từ mọi lĩnh vực như ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ múa, người dẫn chương trình, cầu thủ tham gia huấn luyện và trình diễn thi đấu để cuối cùng chọn ra 7 nghệ sĩ tạo thành nhóm nhạc mới. Lên sóng mùa đầu tiên vào năm 2020, chương trình đến nay đã trải qua 3 mùa phát sóng và vừa lên sóng. Mùa thứ 4 vào ngày 5 tháng 5 năm 2023, với tên gọi mới là Đạp Gió dưới sự dẫn dắt của host Huỳnh Hiểu Minh. Theo trang QQ, Tỷ tỷ đạp gió dễ sóng không có đối thủ về mức độ phổ biến của các show giải trí hiện nay tại Trung Quốc. Trục Trì, T.